Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức máy tính 24 giờ. Thì hôm nay mình sẽ đề cập đến một cái vấn đề rất là quan trọng, hầu hết các bạn bỏ qua sau khi các bạn cài Windows, đó là cái driver cạn màn hình nha các bạn. Đa số chúng ta bỏ qua cái driver. Cái tầm quan trọng của driver như các bạn đã biết đó, nó sẽ quyết định 50% hiệu suất hoạt động của cái máy vi tính nha các bạn. Nếu chúng ta bỏ qua cái phần driver cạn màn hình đó, thì khi chúng ta thao tác, chúng ta chơi game hoặc chúng ta sử dụng những cái graphic, những cái đồ họa thì máy sẽ bị lắc, nó sẽ bị giật, là chạy không hết công suất của cái cạn màn hình nha các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ vào cái mục My Computer nha. Có nhiều cái PC nó là Dead PC nha các bạn. Dead PC với My Computer nó là một á. Các bạn lít vào, lít phải vào, bạn chọn Manager. Bạn chọn tiếp cái mục Device Manager. Đó, bên phải nó sổ ra, các bạn lít vào cái mũi tên, cái chỗ phần Display Adapter nè. Đó, khi bạn lít vào cái mũi tên Display Adapter, nó sẽ hiện ra cái mục Microsoft Basic Display Adapter. Basic là sao các bạn? Basic là cái driver cơ bản. Khi các bạn cài Win á, nó sẽ nhận đây là chỉ là cái driver cơ bản, không phải là cái driver chuẩn của cái mainboard nha các bạn. Bạn lưu ý nha. Đa số chúng ta khi cài Win, chúng ta để cái driver cơ bản này chúng ta xài, do đó nó sẽ không hết cái công suất của cái cạc màn hình nha các bạn. Nhớ chúng ta phải tải về đúng cái driver chuẩn của cái mainboard nha. Thì đối với những cái phiên bản Windows 10 trở lên, cụ thể là Windows 10, Windows 11, thì các bạn lít thẳng vào, lít trực tiếp lên cái dòng Microsoft Basic Display Adapter, các bạn chọn Update Driver nha. Chọn Update Driver, nó sẽ tải về cái phiên bản driver chuẩn của card đồ họa về trên cái PC của mình nha các bạn. Nhưng trước khi tải cái driver chuẩn này nè, các bạn phải đáp ứng đủ hai cái điều kiện nha. Cái điều kiện thứ nhất là các bạn kiểm tra xem cái máy vi tính của mình nó có kết nối internet hay chưa nha các bạn. Bắt buộc phải có kết nối internet nha, kết nối có dây hoặc là wifi. Vấn đề thứ hai nữa là các bạn vào cái mục Service and Application nè, sổ xuống, bạn vào Service, bạn trên bàn phím á, các bạn đánh vào chữ W kép nha, W kép, kéo xuống có mục Windows Update. Đây, Windows Update đây, double click vào, các bạn vào cái phần Windows Update này nè, các bạn kiểm tra xem coi cái dịch vụ Windows Update này nó có chạy hay chưa nha các bạn. Trường hợp này là nó bị disable đi nè, nó bị tắt rồi nè nha các bạn. Nếu nó bị tắt thì mình mở nó lên nha các bạn. Đó, trường hợp nó automatic thì mình ok, mình không có chỉnh, nhưng mà khi nó bị disable thì mình sẽ mở nó lên. Bạn chọn automatic nha, apply. Xong các bạn chọn tiếp start nha các bạn. Start để khởi động cái dịch vụ Windows Update. Đó, ở trạng thái Windows Update nó chạy á, là nó service status nó running nè, nhớ nha các bạn. Vào kiểm tra, nếu mà nó chạy thì thôi không cần phải chỉnh, còn nó đang disable thì mình phải chỉnh cho nó running nha các bạn. Đó, ok. Rồi sau khi thỏa mãn hai cái điều kiện là start Windows Update và cái kiểm tra cái cạc mạng này nó ok, nó kết nối internet ok nè, các bạn trở vào cái phần Device Manager nha, trở lại cái mục Microsoft Basic Display Adapter nè. Bạn lít phải vào, bạn chọn Update Driver nha. Update Driver. Chọn tiếp cái mục Search Automatic for Update Driver Software nha các bạn. Nó bắt đầu nó tìm kiếm cái phiên bản driver cho cái cạc màn hình á, tìm kiếm nha các bạn, nó search, đang search online nha. Đó, sau khi tìm kiếm cái phiên bản xong, nó bắt đầu tải cái driver về, downloading driver. Rồi sau khi tải về xong, nó tiến hành nó cài đặt luôn cái driver nha các bạn. Đó, nó bắt đầu nó cài đặt luôn. Tiến trình nó tải về, nó tìm kiếm, nó tải và nó cài đặt luôn nha các bạn. Chương trình này nó hoàn toàn tự động, bạn không cần phải chỉnh gì hết nha. Đó, nó nhận driver, nó chớp vào màn hình nha các bạn. Nó nhận cái driver chuẩn của cái mainboard nha các bạn. Và lúc đó các bạn vào trong cái phần Display Adapter nè, bạn thấy nó hiện lên. Lúc nãy nó là Basic Driver.
giờ nó mất cái dòng nó đi, nó hiện lên cái dòng này nha các bạn, là nó đã nhận được cái driver chuẩn của cạc màn hình. Lưu ý nha các bạn, đây mới chính xác là cái driver chuẩn của cái cạc màn hình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.